Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị 50 55 mét mặt đường uh, kinh doanh đường Hương lộ 24 nha, đường Hương lộ lộ 24 đường đường thông nha anh chị nha, thông ra uh, thị trấn Bình An ngay đường tỉnh lộ uh, 762 đấy. Uh, thì uh, 54 mét mặt đường này tổng cộng là 1.400 mét vuông nha, mà giá chỉ có 2 tỷ 800 triệu thôi, 2 triệu một mét vuông các anh chị nha, uh, quy hoạch đất ở uh, gần như hết rồi các anh chị mình hãy theo dõi hết video để biết thông tin toàn bộ uh, chi tiết của cái uh, đất này nha. À xin chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh nhà đất Đồng Nai của Quân Đầu Đất nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu uh, một uh, lô đất rất là đặc biệt bám mặt đường Hương lộ 24 này. Mặt đường này thì có thể kinh doanh uh, nha. Bám mặt đường Hương lộ 24 53 m. Đây, lô đất nằm ở phía này nha. À, bám mặt đường từ vị trí này mà tới cái trụ điện bên đó, hai cái trụ điện đôi đó. Là, là tổng cộng 53 m bám mặt đường nha. Và phía sau nở hậu ra 60 m nha các anh chị nha. Đây từ đây mình thấy cái vườn chuối đó không ạ? Từ đây à, sâu vào vườn chuối phía bên này này. Phía bên này thì chiều sâu được 22 m và phía bên trụ điện bên đó thì chiều sâu được 32 m nha. Tổng bám mặt đường 53 m, tổng cộng lô đất này là 1400 m vuông thì trong đó có 850 mét vuông phía sau ấy thì là đã quy hoạch đất ở nông thôn nha. Mình có thể lên thổ cư để mình xây dựng thoải mái nha. Thì hiện tại lô đất này thì chưa có thổ cư các anh chị ạ. Nhưng mà đã quy hoạch đất ở cho nên là mình có thể lên thổ cư được nha. Đã. còn lại phía trước á, phía trước sát cái mặt đường này 53 m tiếp giáp mặt đường này thì người ta sẽ quy hoạch mở rộng đường nha. Mở rộng đường từ 5 tới 10 m. Các anh chị thấy cái chủ điện đó không ạ? Trụ điện ngay đó thì nó nó thụt vào 5 mét đấy các anh chị. Thì người ta sẽ quy hoạch mở rộng nha. Ở phía bên này thì à, phía bên này thì à, hướng này đi về hướng cây gáo. Ở đây là hiện tại là xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhé các anh chị. Quý anh chị nha. Nếu mình đi à, về hướng này thì đi vào à, cây gáo khoảng tầm à, 5 km nha. Còn bên này thì người ta giáp danh với thị trấn Bình An. À, bên này à, đường tỉnh Hương lộ 24 này mình đi khoảng tầm 1 km 1,5 km nha, thì ra tới tỉnh lộ 762, xong đó mình đi ra tỉnh lộ 767 nha, là ngay đó là thị trấn Vĩnh An, khoảng tầm 3 km là tới thị trấn Vĩnh An đấy các anh chị nha. Còn nếu mà mình là người dân biên hòa, thì mình sẽ đi tới ngã ba Chị An, sau đó đi theo đường 762 đi vào đây, thì khoảng tầm à, theo đường 767 chứ. À, ngã ba Chị An sẽ đi vào đường 767 đi vào Hồ Chị An đấy các anh chị. Vào đây thì khoảng tầm à, À, khoảng tầm 25 km nha các anh chị nha. Còn nếu mà thành phố Hồ Chí Minh thì cứ đi theo quốc lộ 1A tới ngã ba trị An thôi. Vào đây thì từ thành phố Hồ Chí Minh vào đây thì khoảng tầm 40 km và vị trí em đang đứng hiện tại thì cách hồ trị An khoảng tầm 1,5 km nha các anh chị nha. Ở chỗ này mà nếu mà mình không kinh doanh thì mình có thể làm nuôi yến, nuôi yến tại vì cần hồ nước thì rất thuận tiện cho yến kiếm ăn và uống nước nha. À, cho nên là nuôi yến rất khả thi các anh chị thì hiện tại thì chỗ này thì kinh doanh cũng chưa đông đúc lắm cho nên là mình có thể tận dụng nuôi yến à, năm ba năm sau thì mình có thể làm kinh doanh nha mình có thể làm kết hợp hai mô hình à, phía dưới thì kinh doanh phía trên thì nuôi yến vẫn được các anh chị ạ hiện tại thì dân cư đang đang thưa thớt nên nuôi yến sẽ không, không có ảnh hưởng nhiều nha các anh chị nha thì hiện tại lô đất này 1.400m2 uh, 850m quy hoạch đất ở uh, Chiều sâu phía bên này là được 32m đồng của các anh chị này Thì uh, uh, hiện tại chủ đang rao bán cái khu uh, khu đất này thì là 2 triệu 1m2 nha Tức là tổng cộng là uh, 2 tỷ 800 triệu Các anh chị thấy, các anh chị thấy nó rẻ không ạ? Em thấy cực kỳ rẻ luôn uh, 53m mặt tường kinh doanh Tức là nếu mà sau này làm kiosk thì mình có thể làm được 10 cái kiosk cho thuê các anh chị Mà giá chỉ có 2 triệu một mét vuông thôi Cực kỳ rẻ Nếu mà mình mua ở đây đầu tư năm 10 năm sau thì uh, lợi nhuận thì tăng khủng khiếp luôn uh, năm, năm 10 năm sau mình có thể làm uh, 10 cái kiosk này cho thuê mỗi cái 5 triệu thôi là thấy có tiền quá trẻ tiền luôn các anh chị à. Hiện tại thì người ta bán cần tiền gấp nên người ta bán cực kỳ rẻ nha Anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0973 670 770 em sẽ dắt mình đi xem xem đất cụ thể nha rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của em chào tạm biệt các anh chị nha